Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, tính đến nay, Long An đã nhận được gần 5,3 triệu liều vaccine phòng COVID-19 từ nhiều nguồn khác nhau, chủ yếu là các đợt phân bổ của Bộ Y tế và Chuyện vệ sinh dịch tễ Trung ương. Theo đó, tính đến cuối tháng 11, Long An đã được phân bổ 75 trên 182 đợt theo các quyết định của Bộ Y tế, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương và Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh với tổng liều được phân bổ là trên 5,8 triệu liều. Trong đó, Long An đã điều chuyển cho các tỉnh khác trên 408.000 liều, nên tổng nhận của tỉnh là gần 5,3 triệu liều, cùng với hơn 150.000 liều viruseo ở kho tuyến trên. Sau khi được phân bổ, CDC tỉnh đã cấp dê cho các quyện thị xã thành phố để thực hiện chiến dịch trên địa bàn tỉnh với trên 5,2 triệu liều. Và tính đến cuối tháng 11, số vaccine sử dụng đạt trên 99% so với tổng số được cấp cho các đơn vị.